trong đêm, một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường. Ánh mắt buồn mệt nhoài của em, em rất buồn vì em không biết đi đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày. Vì em lâu khổ cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người. Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam. Hãy cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người. Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam. Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường. Ánh mắt buồn mệt nhoài của em rất buồn vì em không biết đi đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày. Vì em không cha, vì em đã mất mẹ, đau thương vẫn là đau thương. Kính thưa quý vị, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến với chúng tôi trong ngày hôm nay. Một buổi chiều thứ bảy rất là đẹp trời, quý vị đã bỏ thời gian của mình để đến đây. Trước là gặp gỡ những bạn bè thân quen, sau là cùng nối một vòng tay với chúng tôi để cứu giúp cho những người huống hổ đã bị bệnh lâu năm và không có cơ hội chữa trị. Trước khi chương trình được bắt đầu, Tina, chúng tôi xin kính mời quý vị vui lòng đứng dậy để chúng ta cùng chào cờ. Lễ chào quốc kỳ Úc Việt bắt đầu.
một phút mặc niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân các anh hùng dân tộc, vị quốc vong thân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Phút mặc niệm để thương xót cho hàng ngàn đồng bào chúng ta chết đớn đau trong vùng kinh tế mới. Các chiến hữu đã gửi thân xác lại hốc núi ven rừng trong ngục tù cộng sản. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Và sau hết, phút mặc niệm để thương tiếc cho những thân xác Việt Nam đã vùi chôn nơi xứ lạ quê người. Phút mặc niệm bắt đầu. Good evening, everyone. I'd like to acknowledge the traditional owners of the land, the Aboriginal people, the elders past and present, and we give thanks for them allowing us to be on their land tonight. And I also say a special thank you to Kim for organising such a fantastic night and for all the good work that she does. So enjoy yourselves and thank you. Đến tham dự ngày hôm nay có sự hiện diện của bà Natalie Hutchins. Bà là dân biểu của tiểu bang vùng Kilo. Bà cũng là dân biểu đối lập về công nghệ, kỹ nghệ và vận chuyển. Có sự hiện diện của Đại Đức Thích Phước Thể, trụ trì Liên Trì Tự. Có sự hiện diện của bà Cẩm Nguyễn, CEO của AVWA, là Tổng Giám đốc Hội Phụ Nữ Việt Úc. Có ông David Thompson, ông bà David Thompson là Chủ tịch của Hội ISL Corbett. Anh Nhân Ly là Chủ tịch của Hội Brava. We'd like to welcome some special guests that are with us tonight. Natalie Hutchins, who's a state member for Kilo, the Shadow Minister for Industrial Relations, and the Shadow Minister for Ports, Freight and Logistics. Mrs. Cam Nguyen, CEO of AVWA. Mr. Loy Choing, a representative of City of Maribyrnong. Mr. and Mrs. David Thompson, President of the RSL Coburg. Mr. Nhan Lee, President of RABA. Và chúng tôi xin chào đón tất cả quý vị đã tới đây với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, để cho chương trình được bắt đầu, xin mời Túy Hồng. Và bây giờ thì Túy Hồng xin giới thiệu đến quý vị một mầm múa của các em anh Vũ. Hôm nay thì các em cũng đến với đây để mà góp một bàn tay giúp đỡ đồng bào của chúng ta đang còn ở Việt Nam, nhất là những người kém may mắn hơn chúng ta. Và bây giờ xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt
đưa trời sáng trăng mình đến nhau cùng hòa chung câu hát. Và họ ở những cái vùng rất là xa,
không nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ. Một phần nữa, đa số họ là người Khmer ở gần biên giới Campuchia, họ không nói được rành tiếng Việt và họ cũng rất là ngỡ ngàng. Gần như họ dùng những cái phương tiện rất là đơn sơ để mà chữa bệnh. Trường hợp như bà Nguyễn Thị Đan, 82 tuổi, bà đã bị cục bướu này 38 năm. Bà không thể nào cúi đầu xuống và bà cũng không quay qua quay lại. Kim là người đã đưa bà trong cái chuyến vừa rồi về và bà đã được giải phẫu tại Bệnh viện Tân Sơn Nhất. Thì khi mà đã giải phẫu qua rồi, bà rất là xúc động. Bà gửi lời, bà và cháu của bà gửi lời cảm ơn mọi người. Tại vì rất là lâu, bà mang một cái mặc cảm là khi bà mất rồi, bà sẽ không còn hình dạng con người. Và bây giờ cũng có những ông Nghĩa, người này hiện tại thì chị này đương ở bệnh viện ung bướu, tại vì cái bướu của chị quá nặng và bác sĩ nghi là nó đã chuyển qua ung thư. Trước khi giải phẫu thì sẽ cho chị uống thuốc để gom lại. Bà này cũng ở Bình Phước và cái bướu của bà cũng gần 30 năm rồi. Bà này kêu là bướu đa thùy, có nghĩa là bà có hai cục bướu ở hai bên cái cổ của bà. Đó là bà Bùi Thị Tâm. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa này đó thì đã nhập viện và cũng đương được cho uống thuốc. Bà Thị Roy thì hiện tại cũng đương ở bệnh viện ung bướu. Nếu quý vị ở đây và có bạn bè hay thân nhân thì có thể Kim có thể đưa cho quý vị địa chỉ của những bệnh nhân này, quý vị có thể lại thăm tại bệnh viện. Hiện tại đó là không phải tất cả những ca giải phẫu này, chúng tôi khi bước vào con đường này thì chúng tôi rất là nhiều cái thời gian. Bà Điều Thị Nôm, quý vị có tưởng tượng là cái cục bướu của bà gần 40 năm bà không có thuốc uống. Mỗi khi mà đau đớn á, thì bà chỉ lấy lá cây. Khi mà cho bà được một bịch Salon Bath, bà dán hết để làm giảm cơn đau. Hiện tại thì cái bướu của bà cũng chưa có giải phẫu được và đang cho uống thuốc để gom lại. Chị Trần Thị Sen thì cũng tình trạng giống như vậy. Và những bệnh nhân này thì đang chờ đợi để mà được giúp đỡ. Đây là ông Lâm Văn Thảo. Muốn giúp những bệnh nhân này đó thì ngoài vấn đề cho uống thuốc để mà gom bướu, và nhiều khi sau khi mổ ra đó thì còn phải coi thử xét nghiệm coi có bị ung thư hay là di căn. Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết thì chị bị bướu ở tử cung. Đây là em Lê Thị Bích Hằng, em bị một cái bướu ở ngay bụng. Từ hồi em mới sanh, nó nổi lên như là một cái đầu ngón tay, nhưng mà càng ngày càng lớn và chúng tôi đã cho em giải phẫu vào năm rồi. Đây là sư cô Hậu ở Sóc Trăng. Chúng tôi cho sư cô giải phẫu lần thứ nhất năm 2011. Nhưng mà sau đó bướu nó phát triển trở lại và năm rồi chúng tôi cho sư cô giải phẫu lại lần nữa. Sư cô bây giờ biến qua là bị dấu hiệu của di căn ung thư. Hai mẹ con, đây là chị Yến Thanh, chị bị di căn xương, ung thư phổi, và chồng chị cũng chết vì bệnh ung thư ốc. Đứa con của chị tên là Trần Ngọc Phương Linh. Thì bây giờ hội của Kim với cái ước nguyện cuối đời của chị là mong là đứa con mình được học tốt nghiệp. Thì em đương học lớp 10. Thì năm rồi chúng tôi có về và bảo trợ, hứa sẽ bảo trợ cho em tiếp tục học cho tới khi nào em hoàn tất. Chị Thanh thì hàng tháng chúng tôi vẫn cho chị được xạ trị và hóa trị. Đây là chị Lai Thị Sang, chị này đó thì một lần Kim về dưới Sóc Trăng gặp chị đã mổ 3 năm về trước, bây giờ biến chứng qua ung thư, thì hiện tại Kim đương nuôi chị tại bệnh viện ung bướu của Sài Gòn. Đây là một số bệnh nhân mà đã tới thăm. Những bệnh nhân mà nhóm của Kim giúp là giúp trực tiếp. Khi nào gặp một bệnh nhân nào
Khi nào gặp một bệnh nhân nào đó thì sẽ đưa bệnh nhân đó từ ở dưới quê lên trên bệnh viện thành phố xét nghiệm thử máu ultrasound. Nếu bác sĩ đồng ý mổ, chúng tôi sẽ đóng tiền tạm ứng, rồi bệnh nhân đó sẽ được cho mổ, và khi mổ xong xét nghiệm lại không bị ung thư, không bị di căn, không bị biến chứng thì chúng tôi sẽ cho tiền mua thuốc và cho chi phí để trở về lại quê của họ. Quý vị thấy đây là hành lang của bệnh viện ung bướu. Người ta không có chỗ nằm, và ở bệnh viện không phải là bệnh viện ung bướu mà đa số bệnh viện Việt Nam, điều kiện để quý vị được nhập viện, quý vị phải đóng tiền tạm ứng. Gọi là tiền tạm ứng thì khi quý vị đóng tiền như vậy, quý vị mới được vô nhập viện và mới bắt đầu những thủ tục. Và một trong những điểm mà nhóm Cư Kim hay tới đó là cái làng mù và tàn tật ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Cái làng này có hơn 65% dân số đều bị mù và bị tàn tật. Thì mỗi lần về như vậy đó thì Cư Kim cho gạo, cho tương, nước tương, dầu, thuốc và tiền và mì gói. Cùng lúc đó đó thì những bệnh nhân ở trong khu vực này bị bệnh thì sẽ gặp, và từ đó Kim sẽ coi tình trạng có thể đưa lên thành phố chữa trị hay không. Em này là em, thưa quý vị, đây là bé Hồ Gia Bảo. Kim đã nuôi bé từ lúc em 7 tháng tuổi. Em bị bướu máu, và khi giải phẫu ở bệnh viện Nhi Đồng 2 đó thì cái bướu của em nó đã lan và nó bị nhiễm trùng nặng. Rồi em nguyên một năm vừa rồi đó là chúng tôi cho em phải vô máu tại vì em bị mất máu quá nhiều. Và tháng 5 vừa rồi chúng tôi về thăm em thì dự định là cho em nhập viện trở lại, nhưng mà 2 ngày sau đó thì em đã mất. Và chúng tôi đã cho gia đình em tiền để xây mộ, lập bia mộ để chôn cất cho em. Thưa quý vị, đây là những trường hợp mà chúng tôi đã làm, đang giúp và đang nuôi những bệnh nhân để chữa trị. Những bệnh nhân này gặp rất là nhiều cái khó khăn. Họ thứ nhất, ngay cả một viên thuốc, chúng tôi cho đem về những viên Banamas trở thành là những viên thuốc quý với họ. Tại vì khi đau đớn họ không có thuốc hay là có gì, và họ chỉ lấy lá ở trong sân vườn hay trong rừng họ đắp, và điều đó đã gây ra những cái biến chứng. Chị chia sẻ với quý vị, chút nữa chúng tôi sẽ cho quý vị biết những trường hợp đặc biệt. Và trở lại với chương trình. Và bây giờ là nhạc phẩm một cái vũ khúc mà được tiếng Anh gọi là Spray. Và như chúng ta đã biết là chúng ta vừa góp sức và góp tiền, và một cái quan trọng nhất của người Á Đông của chúng ta là cầu nguyện. Xin tất cả hãy cùng nhau cầu nguyện cho chúng ta đêm nay có một đêm rất là bình an. Và đây lời nguyện cầu. Lời nguyện thank you.
Kính thưa quý vị, lúc nãy Kim có trình bày bằng tiếng Việt mà quên là chúng ta có một số khách Úc, nên xin phép quý vị vài phút để cho Tina sẽ giới thiệu trình bày về sinh hoạt của hội một chút. The main objective of tonight's fundraising event is to raise funds to treat people in rural communities in areas of center and south Vietnam and the border between Vietnam and Cambodia. This involves treatments of tumors and post-surgery screening to ensure there are no further tumors or the presence of cancer. If other health problems arise after surgery, we will continue to fund their treatment and recovery. The funds raised will assist in the treatment of tumors, cancer, and cancer screening. The success of treatment and prevention will improve overall quality of life, overall health and well-being, as well as address the social determinants that may affect their health. Besides funding health treatments annually, we provide rice, food, money, and general medicines such as Panadol and eye drops to assist the disabled and the blind who live in poverty. The people we treat do not have access to adequate health and support, and due to financial hardship, these people have lived with these health conditions for a number of years. We're lucky enough to live in Australia where we get the benefits of universal healthcare through services such as Medicare and the adequate access to GPs, hospitals and specialists. We're not able to take away the memory of pain and suffering that these medical conditions have caused them in the past. However, we're able to support them and provide them with a second chance to life through treatment. But each and every one of us in this room tonight have the opportunity to open our hearts and lend a helping hand. And it's a long journey, and it's not going to be easy. We might not be able to change the world overnight, but we can take one step at a time. Finally, I hope you enjoy the night and dance the night away with us. Thank you. Và bây giờ để tiếp nối chương trình, Thúy Hồng xin giới thiệu đến quý vị một người nhạc sĩ sẽ đến với chúng ta qua cái món đàn violin với nhạc phẩm My Way.